Hi, chào anh em vào xỉa lương. Mình là Tờ Lũ Anh Chỉ Tám, quay trở bạn trong video ngày hôm nay với Exciter ở server ở Nhật Bản. Mình sẽ không bàn cũng không đề cập tới cái event quay chủ đề mà giá phanh cho người chơi tới gần như là vô số lần, với mỗi ngày lên tới 1.000 vẻ. Ông này chắc quay rồi, và mình nghĩ rằng mu cai mu cùng rồi Attribution gì gì đấy, chắc là Elizabeth này lên đến tầm 5 sao rồi. Mình nghĩ là 6 sao luôn chắc cũng mấy hôm nữa cũng không khó đâu, vì mới có 2.000 vé thôi mà. Đấy, còn tới 17.000 vé đó. Quay và quay gọi là tẹt luôn các bạn ạ. Ok, còn video chủ đề chính ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn, đó là S-Mark của Billy chữ tàu kết hợp với S-Mark của Trích Hỏa. S-Mark ở Billy của server QQ server Đài Loan thì thiên hướng vẫn nhiều hơn để phòng thủ, tấn công gần như là không đáng kể, rất không đáng kể. Còn với server Nhật Bản thì tất cả các võ sĩ đều không có khả năng phòng thủ được, vì lý do là công nó quá mạnh các bạn ạ. Nên là Billy dù là một tanker, có lẽ cũng sẽ giống như Saiki Demon, rồi giống như nhiều võ sĩ khác thôi, kể cả vệ. Thằng Trang Béo này thì bạn ấy đang chỉ chơi một cái nội tại, cái gì gọi là cướp lượt thôi các bạn nhá, chuyển hóa công thủ thôi. Đấy, còn đâu thì khi mà nâng S-Mark thì nó phải có sát thương, thì chúng ta sẽ cùng xem sát thương của Billy chữ tàu khi mà lên S-Mark sẽ như nào các bạn nhá. Bộ rune các bạn ấy đang cầm cho Billy nó chỉ là bộ rune chữ G kết hợp với một chút hỗn loạn này. Đấy, hơi lằng nhằng tí nhỉ. Các vị trí còn lại bao gồm Rock, Kisike, Trang Béo này đẳng trắng luôn rồi. Đây là Saiki với rune hỗn loạn kết hợp với 4 viên thủ hộ đỡ đòn đấy các bạn ạ. Chít Hỏa đang là con xịn xò nhất với 5 viên rune đỏ, trong đó có 4 viên là 4 viên thần nộ các bạn nhá, thiên hướng về chí mạng và sát thương dựa vào phần trăm máu tối đa khi có chí mạng. Mình coi nào, ở bên này thì check mỗi rune thôi các bạn nhá, rune và bát môn thôi chứ nó cũng không có nhiều thứ đâu. Chip tinh tú em không có, chip không có, hồn lực năm không có, à chip có nhưng tinh tú không có, hồn lực năm không có, mặt sau rune không có nên nó không quan trọng lắm đúng không? Đấy, ok, lục môn Chít Hỏa, lục môn Sakiremon, lục môn Billy, tứ môn Rock và nhị môn của Kisike. Như vậy các bạn nhìn thấy đây là một team thiên hướng quá nhiều về hỏa, ba con hỏa đều ở trạng thái S-Mark. Thôi chúng ta hãy cùng xem bộ ba này phối hợp với nhau như thế nào các bạn nhé. S-Mark Chít Hỏa, S-Mark của Sekidemon thì mình tin rằng các bạn đều đã gặp nhiều rồi, nhưng S-Mark của Billy thì chắc là sẽ hiếm gặp đây. Mình sẽ đánh với một người trên và một người dưới, 2,1 triệu lực chiến với uy lực 60k. Thực ra thì uy lực nó mới là cái quan trọng. Mình sẽ đánh với một người thua uy và một người hơn uy các bạn nhé. Mình đánh với một bạn Nhật Bản với một con vệ mới trông rất bắt mắt, đó là con Yashiro Thổ từ chất 15. Rồi đây là Chít Hỏa S-Mark và đây là Sekidemon. Ok, đối phương đã mất nguyên lửa bình máu rồi. Thật là ghê gớm luôn các bạn. Rồi và ai đó đã búp nộ thêm cho hai con nữa, viện trợ Athena các bạn ạ. Đây là S-Mark của Billy. Mình chưa đọc bộ kỹ năng nhiều và đánh luôn các bạn nhá, vì chuẩn bị sắp bảo trì rồi, đợi nó đánh xong một hai trận thì mình sẽ vào mình đọc bộ kỹ năng đi. Đấy, ok, sát thương của Billy ngay từ đầu mình đã thấy khá ổn rồi đấy, con tanh. Tất nhiên là so với Chít Hỏa và Sekiremon thì chưa thể nào bằng được. Ezio Thổ vẫn bị khống chế. Đây là Trang Béo của bên đối phương, họ sẽ giết Trang Béo của mình sớm thôi, nhưng mà sẽ không có chuyển hóa công thủ các bạn nhá. Ở lượt 2 mới có chuyển hóa công thủ. Đây là rồi, bị đỡ đòn các bạn ạ. Rồi. Gọi là chiêu thức này mọi gọi là úp sọt các bạn ạ. Trông khá là hài hước, cũng là S-Mark Chít Hỏa và S-Mark Sekidemon. Rock luôn, không biết S-Mark hay chưa. Rồi Billy các bạn thấy khá cứng. Khiên vẫn còn chưa mất. Máu thì tất nhiên là đầy bình rồi. Không mất được khiên luôn. Khỏe thật đấy. Sau khi hồi sinh thì Sekidemon sẽ khỏe hơn nhiều. Và lần này bên phe ta sẽ cướp lượt luôn. Hay là đối phương họ sẽ cướp lượt trước đây. Cùng coi xem nào. Rồi lượng sát thương không nhiều lắm đúng không? Chít Hỏa nó kinh khủng luôn các bạn, gấp 3-4 lần so với Billy. Rồi bên đối phương họ cướp lượt đến mình nhé các bạn ạ, nhờ vào thằng Trang Béo đấy. Đấy, bên mình lại cướp lượt lại luôn. Rồi. Chúa hề cái nhà Trang Béo đúng không?
Rồi, 2 triệu đam không phải một con số ấn tượng với Billy. Dù đã lên cái tầng S-Max. Tại rune nó yếu hay sao? Chắc là như vậy. Rồi, đây tiếp tục S-Max của Chít Hỏa. Nói chung S-Tầm này, S-Max Chít Hỏa nó cân hết các bạn ạ. Hiếm có phát nào dưới 10 triệu đam. Rồi, còn Rock, chí mạng 2 triệu rưỡi thì là to rồi đấy. Rồi, Chít Hỏa bên đối với cái Yasuo đang thể hiện mình là một con tanh rất cứng cựa nhưng vẫn bay màu thôi. Rồi, cuộc chơi thật ra mình cũng biết rồi, nó sẽ là cuộc chơi chung chung của Sakiremon, một con hồi sinh vô tận, và Chít Hỏa, một con võ sĩ mà sẵn sàng chết đi sau đó thì ẩn thân. Ok. Rồi, Billy đã bật khiên. Với lượng máu xấp xỉ bằng không như thế này thì Billy cực trâu luôn. Dù mình chưa đọc dù mình chưa đọc kỹ cái bộ kỹ năng của nó, nhưng mà gặp Chít Hỏa thì vẫn bay màu các bạn chứ. Chít Hỏa khiên như thế mà Chít Hỏa đấm cho. Rồi, bên đối phương quả này cũng sẽ bay màu hết thôi, nó sẽ chỉ còn trơ lại Chít Hỏa và Sakiremon thôi. Kẻ gây ra bại huyết trong trường hợp này chính là Trang Béo ấy các bạn ạ. Ai còn nhiều mạng của Chít Hỏa hơn thì người đấy sẽ là người chiến thắng. Rồi, S-Max của Saiki cũng không yếu đâu. Rồi, 28 triệu đam. Và thêm một lần nữa. Rồi, dã man. Các bạn thấy, cuộc chơi của nó là như vậy các bạn ạ. Vì không có nhiều có tính năng theo kèm lên lục môn của võ sĩ, hay còn gọi là skin võ sĩ đấy, nó sẽ quyết định đến cục diện trận đấu, chứ không phải chứ không có nhiều yếu tố khác. Đấy. Mình lấy ví dụ xem quốc tế thì các bạn sẽ không thể nào một hay hai võ sĩ mà cân được team đâu. Từ cái thời thằng Ghi Điên ấy, cái thời mà hình như là chưa có được Lam Bảo Tố ấy. Còn bây giờ thì nó đã đi xa rất xa rồi. Nó sẽ phải phối hợp với nhiều thứ kinh khủng khiếp hơn. Rồi, chiến thắng rồi đúng không các bạn? Vừa đã có combo rất mạnh của Chít Hỏa và Sakiremon, lại còn cướp lượt của Trang Béo nữa. Ông đánh thế thì ai mà đỡ lại được. Thôi mình sẽ đấm nhau với một người hơn mi các bạn, hơn mi mình các bạn nhá. Một bạn rất sát đi. Đấy, chỉ số lực chiến của bên phe ta thật ra không phải là thấp hơn so với đối phương đâu, mà chủ yếu là dùng con Trang Béo. Nên là chấp nhận là thua ở chỗ cái con Trang Béo ấy. Bên đối phương cũng có Billy. Mình không nhìn nhanh được là Billy S-Max hay là chưa. Quên nó không để ý tí đã sẽ ngó. Đây có Saiki S-Max rồi này. S-Max của King luôn. King S-Max lần đầu sẽ đấm 2 lần. Đây là Billy, quên không nhìn xem S-Max hay chưa rồi. Hình như là S-Max rồi à. Rồi, Rock là một con ở cái thời điểm nó mới S-Max. Đó là có Rock là có tất cả. Không có Rock là không có gì. Nhưng bây giờ có rốc hay không có rốc đều vẫn là không có gì. Muốn có gì hay là không có gì phải là Chít Hỏa các bạn ạ. Ok, rốc bay màu ngay từ đợt 1 khi mà phê ta còn chưa kịp làm gì luôn. Bên đối phương có hai con mà mình nghĩ rằng rất là mới cho bên phê ta, đó là Terry và King. Bù lại thì bên phê ta có Trang Béo để cướp lượt đúng không? Còn rốc thì coi như vứt đi rồi. Kisike cả hai bên cùng có, không có bàn bạc gì nhiều. Rồi 5,4 triệu đam là con số lớn đấy. Nhưng so với Chít Hỏa 8,8 triệu đam. Rồi bên phe ta sẽ cướp lượt và như thế sẽ tự nhiên đánh sau thành đánh trước. Đấy, ok. Thành ra là cặp Chít Hỏa và Billy sẽ có cơ hội, Chít Hỏa và Sakiremon sẽ có cơ hội gọi là lật kèo chiến thắng đấy, dù là thua uy. Các bạn thấy team thua uy mà chơi Trang Béo nó sẽ rất là lợi. Còn tất nhiên là cả hai bên cùng một Trang Béo thì lượt nó vẫn thế, đúng không? Nó vẫn như nhau. 4 triệu đam, con số khá ổn. Rồi, 10 triệu đam. Team của bạn lần này khỏe hơn rõ rệt so với lần trước. Lần trước Chít Hỏa không khi nào dưới 10 triệu, bây giờ thì kém hơn một chút.
các bạn này con trang béo nó rất là bựa đúng không, bộ skin rất là dị biệt luôn. Rồi ai rồi cũng sẽ chết thôi, quan trọng là có hồi sinh hay không đúng không. Đấy. Server Nhật bây giờ phải là hồi sinh các bạn ạ, đó là Sakidemon và Chín Hỏa thôi, chỉ còn đâu không còn nào sống được vì cái sát thương kinh khủng như này đâu. Sau khi hồi sinh xong thì hiệu ứng gì cũng sẽ được hóa giải, nên là cái hồi sinh thì cái mạnh nhất các bạn ạ. Như nào nhỉ, có lẽ phải có một cái bộ kỹ năng nào đó khắc chế hồi sinh, đó là chống hồi sinh kiểu E-stick ấy các bạn ạ. Nhưng E-stick thì yếu quá rồi đúng không, mình đoán là một con võ sĩ mới nó sẽ ra chống hồi sinh thì mới đỡ được. Rồi 21 triệu đàm. Đối phương còn kinh, có lẽ mình nghĩ là do viện trợ nó búp à? Không nhớ lắm chứ kinh mình nhớ làm gì có hồi sinh nhỉ? Rồi, vẫn còn một lần tung tuyệt kỹ nữa. Kinh vãi. Thì Billy với chúng tôi. Quá dễ dàng đúng không các bạn? Quá dễ dàng giết được Billy. Thật ra Billy là một võ sĩ cũ rồi. Nó mà có yếu hơn, nó mà có không hoạt động tốt thì cũng không có gì gọi là đáng tiếc nuối nhiều. Nó ra sau Chít Hỏa các bạn ạ. Có chăng là cái con mình nhớ ví dụ con Yasuo thổ Smilov S-Max rồi mà không hoạt động tốt ấy. Đấy thì mới là gọi là hơi buồn tí thôi. Rồi dã man à, chúng ta cùng xem Chít Hỏa của Feta còn lần này ẩn thân, còn đối phương thì hết rồi. Ơ không hồi sinh à, ẩn thân không tính hồi sinh à. Ê, hey, hơn nhau quả xem ai tuyệt kỹ trước. Đúng không các bạn? Quả đấy chít hỏa lên mình, đây có tuyệt kỹ của đấy giết chít hỏa đối phương này lại hình thắng. Mình tin rằng đánh đi đánh lại là sẽ có tỷ lệ hết lượt rồi nên là thôi nhá. Đấy, à hình hình như vẫn còn một lượt. Mình nhấn nút bỏ qua nhá. Mình nghĩ là tỷ lệ thắng là à đang bảo trì rồi các bạn ạ. Đấy. Đấy chính là lý do tại sao mình quay quay trước đấy. À chúng ta cùng xem bộ kỹ năng của Billy có cái gì mà không thể chống lại được S-Max Chít Hỏa cũng như là Saiki các bạn nhé. Chúng ta đọc bộ kỹ năng luôn, mình sẽ đọc nhị tứ lục luôn các bạn nhé. Tứ môn tấn công hàng hang hai sĩ đang có khiên thì sẽ hồi 40% độ bền khiên, nếu không có khiên thì hồi 25% HP tối đa trong 2 lượt, tăng tỷ lệ chữa trị của bản thân 50%, không hóa giải, tăng vĩnh viễn 50% số chiêu không cộng dồn, có 60% xác suất khiêu khích mục tiêu chính. Nếu địch đang dính lửa Billy chỉ tăng thêm 20%. Đấy. Trong 2 lượt thì mỗi lần bị tấn công sẽ hồi thêm 60 độ. Nhìn chung thì cái tứ môn này các bạn thấy có khá nhiều các yếu tố đúng không? Có hồi máu, không có sát thương, có hồi khiên, có tăng tỷ chữa trị, có hiệu ứng nhưng hiệu ứng này lại giải được nên không quan trọng lắm. Có hồi độ. Đấy. Nhìn chung là không có sát thương là không ăn thua. Chỉ còn các hiệu ứng như này mình nói thật với các bạn là gần như con nào cũng có hồi máu, hồi khiên này. Tăng địa chữa trị ai cũng có cái khống chế thì có vẻ là tốt hơn một tí, nhưng mà các bạn biết rằng đa phần các võ sĩ người ta đều giải được cái hiệu ứng hoặc là nó giải lẫn cho lẫn nhau nên là khống chế mà giải được thì nó cũng không quan trọng lắm đúng không. Đấy. Các chấm màu đỏ tức là khi nâng tứ môn thì có thêm các bạn nhé. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đọc luôn S-Max đi. Tấn công một mục tiêu gây sát thương thêm tương tự cho mục tiêu phía sau, bỏ qua miệng khống nếu không có ai, tăng sát thương 20%. Rồi ok, tấn công đôi mục tiêu hàng trước và mục tiêu hàng sau sẽ bị nhận sát thương tương tự. Để khá 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 là dị nhỉ. Còn xe nào còn chưa có S-Max thì không có đánh hàng sau. À và thì là tấn công hàng ngang đúng không? Lắm chuyện hai cái là như nhau. Gây thêm sát thương bằng 25% máu tối đa của bản thân lên địch, bỏ qua miệng khống. Giải trạng thái có lợi của mục tiêu. Đây là cái thêm đấy. Ok. Tăng hai trong 2 lượt thì tăng 35% sát thương của sát thương và 30% sát thương tuyệt kỹ cho bản thân. Ok. Nếu địch đang dính lửa Billy thì sẽ cho nổ lửa gây thêm sát thương bằng 12% số HP còn lại nhân với số bậc lửa Billy. Như vậy là phải những lượt sau đam nó mới to. Đấy, nhưng mình để ý rằng thật sự nó không quá lớn đúng không? 12% nhưng số bậc lửa còn lại. Ok.
Hồi lượng nổ bằng số mục tiêu bị nổ lửa nhân 200 mỗi lượt tối đa một lần. Nói chung là có hồi độ. Trong hai lượt thì giảm 65% tỷ lệ miễn khống mục tiêu không thể hóa giải. Rồi kết hợp với các oxy gây ra hiệu ứng thì khá là ngon đây. Các bạn lưu ý rằng bản QQ, bản Đài Loan và bản Nhật Bản là khác nhau. Nhật Bản khác toàn bộ so bản còn lại, nên các bạn nào chơi sổ quốc tế thì cũng xem mang video mang tính chất gọi là tham khảo thôi nhá, giải trí thôi nhá, thì không có tính áp dụng về sổ quốc tế đâu. Nó bên sổ quốc tế chắc chắn là sẽ không giống một tí gì bộ kỹ năng của Billy như thế này đâu. Gây một bậc lửa Billy mục tiêu, đầu mỗi lượt sẽ bị sát thương thiêu đốt bằng 10% HP, duy trì trong vòng hai lượt, tăng 50% tỷ lệ chí mạng sát thương chí mạng cho lần tung kỹ này. À ok, lượt này chắc chắn tụt chiêu, tuyệt kỹ này sẽ được tính là sát thương lửa. Ngoài ra thì hồi 300 nộ cho một đồng minh khác chưa mắc nộ. Ok, như vậy các bạn hình thành hình một cái chuỗi. Đấy, con này mà có nộ sẽ là con kia có nộ. Cứ thế gọi là ào cộng dồn vào với nhau. Nhìn chung thì đến đây đã hết rồi, thì nó là hơi ngắn, đúng không? Xbox này hơi ngắn so với những cái võ sĩ khác, ví dụ như Chiến Hỏa hoặc thậm chí là Sakiremon. Sát thương của nó có theo phần trăm máu tối đa của bản thân gây nên địch. Nhưng thật sự thì mình thấy rằng nó cũng không thật sự là quá ấn tượng. 25% máu không phải mì ghê gớm. Lửa Billy sẽ phát huy sức mạnh khi mà nó có nhiều, tức là phải tung đến lượt số 3, số 4 gì đấy. May ra là bắt đầu nó mới to hẳn lên, nhưng còn đâu nó cũng bình thường. Và như thế với xe Nhật Bản mình nghĩ là hơi chậm. Xe Nhật Bản thì không cho phép là chờ lâu đến như thế các bạn ạ. Chiến Hỏa, Sakiremon, Rogue, Kishike, các kiểu võ sĩ sát thương, hay thậm chí bản thân thằng Billy ấy luôn. Đấy, nó cũng có một nguồn sát thương quá lớn rồi. Nên là để đánh đến lượt số 5, số 6 thì Billy không có hồi sinh như thế này thì khó mà còn sống được rồi mà chơi. Ok, chúng ta xem một cái phần cuối cùng là nội tại nhị môn, đùa với lửa. Tăng HP tối đa cho bản thân 50% ở level 1. Đấy, ok, đấy, con này sẽ là con có cái lượng máu nhiều nhất trong game luôn. Đấy, mình chưa có con nào tăng ở level 1 mà tăng nhiều như thế này. Tăng cho bản thân 40% công thủ đỡ đòn và được đỡ đòn. Tăng 35% tỷ lệ miễn khống cho toàn bộ phe ta. Đây là một cái khắc chế những cái võ sĩ gây hiệu ứng rất mạnh, ví dụ như Kishike, ví dụ như Kulabang. Đấy, kiểu như vậy sẽ bị phế đi khi mà có Billy. Mình thấy rằng thật sự là cái Billy này nó lại hữu hiệu hơn ở cái khả năng gọi là nội tại này. Đấy, chứ lục môn và tứ môn của nó mình thấy cũng bình thường này, nhưng nhị môn nội tại lại ngon này, đọc lại thấy ngon ngon rồi này. Đấy, ok. Khi bản thân đang có khiên lửa thì nếu bị tấn công sẽ gây một bậc lửa Billy lên kẻ địch. À, nghĩa là Billy không cần tấn công mà đối phương tấn công thì Billy cũng gây lửa lên nó. Ok, lửa sẽ gây thiêu đốt sát thương bằng 30% độ bền khiên, duy trì hai lượt. Ok, nếu đòn tấn công của địch khiến khiên lửa bị vỡ sẽ tăng gấp đôi hiệu quả lửa Billy, đồng thời giảm 350 độ của kẻ địch trong hai lượt, tăng 35%, khá sâu chiêu, sát được kỹ có thể cộng dồn. Các bạn để ý rằng nó búp cực kỳ nhiều nhá, công thủ kháng sát thương độc chiêu, kháng sát thương tuyệt kỹ, sát thương kháng sát thương cái gì là kháng sát thương tuyệt kỹ, nói chung là các loại kháng, các loại phòng thủ, rồi là đỡ đòn, lực đỡ đòn vân vân, tăng cực kỳ nhiều các thứ luôn. Nhưng các bạn lưu ý rằng máu vẫn mất, máu vẫn tụt không phanh và vẫn chết sớm. Đấy, nguyên do là cái gì các bạn, con các võ sĩ tấn công nó cũng được búp như thế, thậm chí còn búp nhiều hơn nữa. Đấy, nên là nó búp thì nó cứ búp thôi các bạn ạ. Nhưng mà các bạn phải xác định là búp thế chứ có búp nữa thì cũng vẫn chết, thì cũng không ăn thua nhá. Các bạn đừng có tưởng là nó ghi nhiều dòng búp thế này là các bạn sướng, các bạn tưởng nó trâu. Vào trận thì mấy bạn mới biết được. Khi bản thân bị phá khiên lửa thì sẽ gây thêm sát thương bằng 20% HP tối đa lên toàn bộ địch. Cái này kinh này. HP tối đa của mỗi địch bỏ qua miễn khống, đồng thời gây mua một bậc hiệu ứng lửa Billy lên toàn bộ phe địch, gây sát thương đầu lượt vân vân. Nhìn chung thì mình thấy rằng cái sát thương này thì sẽ giúp cho trong kiểu AOE đấy, và trên phần trăm tối đa thì khi đến lượt phe ta nó rồi chít hỏa rồi sẽ Kidemon, nó sẽ làm cho đối phương chắc bay máu hết luôn đấy. Nên thật ra thì mình nghĩ là chít hỏa bên phe ta cũng không được quá ghê gớm như là lẫy đâu, nếu như mà không có Billy. Nói chung con này là một con búp, đúng không các bạn, búp. Nhị môn mình thấy ngon nhất, ngon hơn cả tứ môn và lục môn, nên thành ra con này mình nghĩ là không cần phải lẫn lên lục môn đâu. Ok, hồi 300 nộ trong một lượt vô hiệu hóa hiệu ứng khống chế hóa đá thu nhỏ giảm nhị trị, giảm nộ, tăng 50% siêu kháng sát thương. Rồi đây là một cái chỉ số mới luôn các bạn nhá. Đấy, siêu kháng sát thương nó sẽ được cộng dồn với các chỉ số búp ở trên, và vẫn chết thì vẫn thế thôi. Khi nhận sát thương chí tử sẽ không chết, kích hoạt một lần, tăng vĩnh viễn 35% kháng sát chiêu, kháng sát tuyệt kỹ không thể hóa giải. Ok, tiếp tục búp đấy, giải trạng thái khống chế cho bản thân, búp khiên lửa cho bản thân, vào đầu mỗi lượt sẽ hồi 20% HP tối đa,
Khi đang có khiên lửa sẽ tăng thêm 10% sát thương tuyệt kỹ cho võ sĩ lửa phe ta. Rồi, đây là cái quan trọng nhất. Mình thấy rằng nhị môn của nó, mình nghĩ rằng còn có giá trị hơn cả tứ môn và lục môn. Đấy, khiến cho team ta mạnh hơn thôi. Chứ bản thân Billy theo mình, các bạn cũng vừa thấy rồi, được búp nhiều, được búp rất nhiều. Nhưng cũng nó cũng không thể nào mà gọi là gì nhỉ, nhưng mà nó cũng không thể nào mà gọi là sống sót được, đúng không các bạn? Hỗ trợ các bạn, hỗ trợ là chính nhá. Rồi, cái gì nhỉ, hẹn các bạn trong video tiếp theo nhá. Mai mình tính chuẩn vẫn còn quay video.